này ngoài không? Anh để em ngồi trong đây được. Để em ngồi ngoài cửa, em thích ngắm bầu trời. Sơn hoa thì không xí. Thôi tại em sợ anh bị thế. À, sợ đã bảo rồi là nó không, nó chỉ ấy thôi, nó không đến đâu, khoảng 1-2 buổi. Đại ơi, đẩy chân này. Trong cuộc đời này, bạn đã trải qua bao nhiêu thứ? Và các bạn có những cái trải nghiệm gì sau những cái lần trải qua đó? Oh yeah. Thì mình kể của mình trước là trong cái quá trình lớn lên của mình, năm nay là mình ngoài 30 rồi, thì mình đã trải qua những cái gì? Thì mình đã trải qua từ cấp 1 thì mình cũng học kha khá, cấp 2 thì mình mải chơi, và cấp 3 thì mình là một đứa khá là buông thả. Sau đó là mình đã phải sửa sai bằng cái việc mình đã phải đi lính. Và trong quá trình đi lính thì mình đã rèn luyện bản thân mình. Và có một vài cái thành tích mình có thể kể ra ở đây, đó là mình đã kết nạp đảng ở trong khi mà đi bộ đội. Có một cái điều khá là tự hào đối với một đứa mà nghịch ngợm ấy. Ừ, nói chung là cũng không đến mức là quá nghịch, nhưng mà cái việc mà mình được kết nạp đảng viên ở trong khi mà đi bộ đội thì đó là một cái điều gì đó cũng có thể đánh dấu sự thay đổi của mình về mặt nhận thức. Và sau đó là mình đi học. Và có một điều ở thực ra là mình nghĩ nó cũng là bình thường thôi. Và mình đi học, trường của mình học là trường Cao đẳng nghề Bách Khoa. Và mình cũng là một đứa không phải là quá chăm học, nhưng mà mình vẫn ra trường với một, có thể là tấm bằng giỏi. Ở đoạn này thì mình có quyền được tự hào về những sự cố gắng của mình. Và sau đó là mình đi làm. Và như mọi người thấy là mình đi làm, sau đó đấy cũng có một cái mức lương khá là ổn định, có thể nói là dao động từ khoảng 20 đến 40 triệu. Ok, và bước ngoặt cuộc đời của mình là từ ngày mình mở công ty. Và sau đó công ty vẫn phát triển rất là ok, mọi thứ vẫn khá là trơn tru. Nhưng mà bước ngoặt cuộc đời của mình thực sự rẽ sang một trang mới, đó chính là Covid. Và Covid thì như mọi người biết là sẽ có rất rất nhiều người, như doanh nghiệp hoặc là những anh em nào mà kinh doanh ấy, thì sẽ biết được là cái thời gian mà Covid là bị đóng cửa ấy, anh em lao đao như thế nào. Và mình là nằm trong cái số, trong cái số đó. Và cuối cùng là như mọi người thấy là mình đã về quê. Mình đã rút chân về quê tầm khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm. Nhưng trong cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà mình nhận thấy bản thân mình có cái nhận thức sâu sắc nhất về cuộc sống, về cuộc đời, cũng như giúp cho khi mà mình ở cái độ tuổi này, mình chín chắn hơn, mình chững chạc hơn. Có thể là mình nhìn nhận mọi vấn đề nó thông suốt hơn. Thì cái điều gì đã khiến mình có những cái suy nghĩ như vậy? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện của mình. Là những cái năm trước khi mình mở công ty, thì lúc đó mình đã có một cái nguồn thu nhập ổn định, và mình đã có một nguồn vốn nhất định để mình mở công ty. Tức đó là cái đồng tiền để mình tiêu xài nó cũng khá là dư dả. Nên là mình nhìn thấy mọi thứ nó rất là đơn giản. Nó chỉ là cứ đi làm, sau đó kiếm tiền, sau đó tiêu, sau đó mình phục vụ những cái bước đi trong tương lai của mình. Và mình chưa bao giờ mình cảm và mình ngờ tới là mình sẽ có những cái bước về quê làm công nhân và lương 3 triệu rưỡi.
Nên là mình nhận thấy được là khi nào mà chúng ta còn đang kiếm ra thu nhập, chúng ta còn sức khỏe, thì chúng ta nên tiết kiệm, dành dụ, cũng không hẳn là quá phải rẻ sẻn, cũng không hẳn là chúng ta phải quá là chắt bóp. Tức là chúng ta vẫn tiêu xài, nhưng tiêu xài làm sao cho nó hợp lý, và chúng ta phải để ra được một cái nguồn chúng ta tiết kiệm. Những bạn nào mà phải rơi vào những cái hoàn cảnh đó thì bắt đầu mọi người sẽ để ý chậm lại cái lời mình nói. Ok, thì mình hơi lòng vòng một chút, nhưng mà để chia sẻ lại cái quá trình mà khoảng 3 năm về quê mình đã nhìn nhận cuộc sống như thế nào. Đó, thì từ việc về tài chính, lẫn thứ hai là về việc mà bạn đang là một người, ví dụ có một tí, cũng gọi là một tí chức vụ đi, sau đó bạn về làm công nhân. Mà cái điều này mình nói và mình cảm nhận thấy là cái việc làm công nhân nó là một cái gì đó khá là tủi thân, khá là thất vọng với những ai mà ví dụ có thể ra ngoài đi học sau đó đi làm, nhưng cuối cùng lại về làm công nhân. Và như mọi người đã hình dung cái công việc của mình ở cái vlog trước của mình ấy, là ngày nào cũng vậy, chỉ đến sau đó ngồi may xong đi về. Cuộc sống nó nhìn thì có vẻ là rất là có thể là thu nhập ở cái thời điểm đó của mình cũng khoảng 7-8 triệu ở quê, nhưng cái điều mình cảm thấy thất vọng nhất ở bản thân của mình là tại sao khi mà mình ra ngoài, mình cố gắng, mình nỗ lực như vậy và mình có những cái vị trí như vậy, xong bây giờ mình lại ngồi ở quê. Đôi khi có những khoảnh khắc mình nhìn thấy được những cái vị trí mà mình đã từng làm, sau đó mình lại nhìn lại mình, nói chung là sẽ dâng trào nên sự thất vọng rất là lớn. Nên là khi mà về quê, ở gần bố mẹ, gần người thân, nhưng về cái con đường sự nghiệp thì càng ngày càng lùi, càng ngày càng không có cái chiều hướng phát triển. Mặc dù mình cũng rất nỗ lực nhé mọi người, mình đã cũng làm, sáng mình đi làm công nhân, chiều tối mình về mình vẫn dọn ao, dọn vườn, mình vẫn làm vlog và mình vẫn tìm những cái chủ đề nào có thể hay, có thể tiếp cận được nhiều người. Vì mình nhìn thấy là cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân là một điều rất rất quan trọng. Và cái việc mà khi chúng ta biết làm truyền thông thì cái con đường mở ra chúng ta nó lớn hơn rất là nhiều so với việc ví dụ chỉ đi làm chuyên ngành hay chỉ thuần một đến hai việc nào đó. Thì mình đã nhìn nhận thấy cái điều đó, và ngay từ lúc đầu khi mà mình về quê ấy, mình đã quay lại rồi mình cố gắng làm, nhưng làm mãi, nói chung là khoảng 3 năm đó mình làm chắc tầm đâu đó nó rơi khoảng 250 đến gần 300 video, và cũng lập một vài kênh, cũng có những kênh nó phát triển, cũng có những kênh không đâu vào đâu. Nhưng mà cái phát triển khi mà mình nói ở đây ấy, nó chỉ là cái phát triển đối với bản thân mình, ví dụ từ nội dung này so với nội dung khác khi mà mình làm ấy. Đó, cuối cùng là khi mà mình rời quê hương, nói này nghe hơi xa xôi, nhưng mà khi mà mình rời quê, mình lên Hà Nội lại, thì cái việc mà mình cố gắng phát triển và sáng tạo nội dung ấy, nó cũng không có quá nhiều những cái nổi bật. Nhưng bù lại là mình nhìn nhận vấn đề, mọi thứ nó thực tế hơn, nó sâu lắng hơn. Trước đây mình cứ nghĩ là quay video này, xong bắt đầu dàn dựng, xong bắt đầu làm cái nọ, làm cái kia, effect cái kiểu vào là video có thể nổi tiếng, hoặc là có thể làm người nổi tiếng một cách rất dễ dàng ấy. Nhưng mà khi
Mình trải nghiệm qua thì mình đã cảm thấy cái việc này nó rất rất là khó. Nhưng bù lại khi về quê thì chính những cái sự khó khăn ở quê nó đã hình thành nên cái tính cách của mình hiện tại bây giờ, chậm rãi hơn, điều hòa hơn, mặc dù cái tính kiểu giống như kiểu mình là đứa hay nhây ấy. Ừ, mình là đứa khá là nhây. Nhưng mà bây giờ mình đã điềm đạm hơn rất là nhiều rồi, mình không còn nhây như trước, kể cả từ cách nói chuyện của mình rồi đến mọi thứ nó đều trở nên chậm rãi hơn và điềm đạm hơn rất là nhiều. Đó, thì đó là một cái trải nghiệm khi mà mình về quê ở trong trạng thái khá là khó khăn. Và đôi lúc mọi người nhé, có những lúc bất đồng quan điểm với người thân. Đó, ví dụ trong quá trình thời gian đầu tiên mình về quê, mình có khởi nghiệp và mất khoảng 1,5 năm để mình khởi nghiệp, thì mình có bất đồng quan điểm với chính người thân của mình và nó cứ xung đột, những cái mâu thuẫn liên tục đến. Và đó là lúc mà mình nhận ra là mình cần phải trưởng thành và mình cần phải điềm đạm hơn trong nhiều vấn đề. Wow.